Minasan, konnichiwa, học tiếng Nhật cùng Mao desu. Gần đây học tiếng Nhật cùng Mao không có ra một cái video nào cả. Hôm nay nhân tiện tổng hợp lại số lượng từ vựng mà buổi học ngày hôm trước đã học dành cho những bạn nghỉ học trong khóa học online của học tiếng Nhật cùng Mao, thì video này đã được ra đời và có mặt ở đây cùng với chúng mình ôn tập lại một số những cái từ miêu tả về tính cách và đặc trưng của con người nhé. Nào, chúng mình hãy cùng lắng nghe nha. Mở đầu bài học này, mình sẽ cùng ôn tập lại một số cặp từ trái nghĩa để miêu tả tính cách của con người. Cặp đầu tiên chúng mình học là otonashi và yakamashi. Otonashi là từ miêu tả tính cách của người điềm đạm này, chín chắn, người lớn. Trẻ con thì cũng sẽ dùng được với otonashi này. Mặc dù là cái cậu bé hay cô bé đấy còn khá là nhỏ, nhưng mà cái cách xử sự thì khá là người lớn chẳng hạn, thì mình cũng dùng. Ngược lại với otonashi là yakamashi. Yakamashi thì đối ngược với lại otonashi là phiền hà, phiền phức, nói nhiều. Thì người ta sẽ dùng tính từ này. Còn với những người mà có tính cách thận trọng thì mình sẽ dùng tính từ là shincho na. Còn ngược lại với thận trọng là hậu đậu, hấp tấp vội vàng thì mình sẽ dùng là sosokashi. Tiếp tục nha, bây giờ là đến từ kichin toshita và darashinai. Cụm trái nghĩa này có nghĩa là kichin toshita là những người mà cẩn thận, chỉn chu. Còn darashinai thì được dùng là những người mà cẩu thả, lôi thôi, luộm thuộm. Darashinai ngoài việc sử dụng với dạng tính cách con người thì mình cũng có thể sử dụng trong trường hợp là đồ đạc hoặc là đồ dùng trong nhà vứt lung tung bừa bãi, mình cũng có thể dùng darashinai được. Tiếp đến là từ kiyona. Kiyona để chỉ những người mà khéo léo, sử dụng tay khéo léo hoặc làm cái gì đấy rất là khéo và tinh xảo thì mình sẽ dùng là kiyona. Ngược lại với kiyona thì sẽ là vụng về, lóng ngóng, hậu đậu, và mình sẽ có là bukiyo. Nhớ là không phải là phư mà là bư nha các bạn. Thêm một tính cách nữa mà mình muốn đề cập đến ở đây, đó là yoryo ga i hoặc là yoryo ga warui. Khi mà tra ở trên mạng thì hầu như không có cái từ tiếng Việt nào tương đương cho cái cụm từ này cả. Và mình có tra search Google thì thấy rằng là nó thể hiện những người mà có óc phán đoán, có khả năng giải quyết vấn đề, những người mà có thể nhìn thấy ra được công việc và giải quyết nó một cách thuận lợi và trơn tru, thì mang tính chất là biết cách sắp xếp công việc hoặc là biết cách xử lý công việc thì người ta sẽ dùng là yoryo ga ii. Còn ngược lại với cái việc mà biết cách sắp xếp công việc đấy, biết cách điều chỉnh như là điều phối người chẳng hạn, thì sẽ là yoryo ga warui. Bây giờ là đến tính cách khiêm nhường. Khiêm nhường thì trong tiếng Nhật đó là kenkyo. Chữ Hán của mình viết cái từ này hơi xấu. Các bạn có thể search ở trên mạng lại về cái chữ Hán từ kenkyo này nhé. Kyo là không có trường âm nhé các bạn. Đối ngược với lại khiêm nhường đó là khoe khoang hoặc là hết dịch đó, thì mình sẽ dùng là namaiki. Và tất cả những cái tính từ này đều là tính từ với na hết. Tiếp đến là kanga surudoi, là chỉ những cái người mà sắc bén này, nhạy bén và có cái sự nhìn nhận nhanh nhạy, thì mình sẽ dùng là surudoi. Ngược lại thì sẽ là nibui. Từ nibui thì mình có thể dùng trong những cái tính từ thể hiện như là dao cùn này, hoặc cái gì đó bị cùn. Thì trong tính cách thì mình sẽ dùng là không nhạy bén hoặc là không nhanh nhạy, thì mình sẽ dùng từ nibui này. Bây giờ mình muốn chỉ những cái người mà yếu đuối, hèn nhát thì mình cũng dùng là chioki. Và ngược lại với điều yếu đuối, hèn nhát là mạnh mẽ thì mình sẽ có từ là chioki. Hai từ này chính là trong hai cái chữ Hán mà mạnh và yếu của mình đã học từ hồi sơ cấp rồi, đúng không ạ các bạn? Thì đây là tất cả những cái cụm từ trái nghĩa miêu tả về tính cách của con người.
mình có thể nói là tsui ni naru hyogen desu. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp theo đến những cái từ miêu tả cái điểm mạnh của con người nhá. Thực ra video này là mình làm chơi thôi, trong cái lúc mà ngồi viết lại những cái cụm từ miêu tả tính cách cho các bạn ôn tập trong cái lúc nghỉ ấy, thì mình có nảy ra ý định là viết ra bằng tay như thế này, nên là có những cái chữ Hán cũng như là viết chưa được đẹp lắm thì chúng mình thông cảm nhé. Khi mà học tiếng Nhật thì mình rất hay viết ra giấy, ra vở kiểu như thế này để giúp cho mình nhớ hơn và ôn tập lại một cách dễ dàng hơn. Bây giờ mình sẽ cùng đến một số những cái điểm mạnh về tính cách của con người nhé. Nói đến điểm mạnh về tính cách của con người thì mình có từ đầu tiên để chỉ những cái người mà đáng tin cậy thì dùng là tanomoshi, đó là tính từ. Còn có một cái cụm từ mà mình cũng hay sử dụng, đó là tayori ni naru, nó cũng có nghĩa là đáng tin cậy, đáng tin tưởng. Tiếp đến là những người mà có cái cách hành xử lịch sự này, lễ nghĩa này, thì mình sẽ dùng là legi ga tarashi, hoặc là lược bớt cái từ gá đi thánh, legi tarashi. Khi mà mình muốn khen những cái bạn nhỏ mà lễ phép này, biết chào hỏi thầy cô rồi mọi người, rồi nói chuyện thì lễ phép với mọi người, thì mình cũng có thể dùng là legi tarashi này được. Bây giờ là đến từ miêu tả điểm mạnh của con người là điềm tĩnh, bình tĩnh, thì mình sẽ có là từ le se na. Từ le là trong từ sumetai, còn từ se là trong từ shizuka, phải không các bạn? Thì hai cái từ này ghép lại với nhau thì mình dịch sang tiếng Việt là điềm tĩnh. Bên cạnh những người điềm tĩnh thì mình sẽ có những người mà có khiếu hài hước này. Thì khiếu hài hước thì sẽ là yumoa ga aru. Thì có một cái từ cũng tương đồng với lại yumoa ga aru là yokina, là những người hài hước, biết gây cười, hóm hỉnh. Tiếp theo là một cụm từ nữa để thể hiện cái tính cách là nói chuyện một cách rất là hào hứng này, thì mình sẽ có là haki haki shita hoặc là haki haki hanasu. Còn những người mà hay cười tủ, cười tỉm hoặc là cười rất là duyên ý, thì mình cũng khó dự từ là niko niko suru hoặc là niko niko waratteru. Từ niko niko này là một từ tượng thanh tượng hình, thường hay dùng trong những cái trường hợp mà chỉ những cái người mà hay cười tủm, cười tỉm, cười mỉm ý, thì mình có thể coi đấy là một cái tính cách tốt. Có một cái từ miêu tả về tính cách tốt nữa mà mình thấy là rất hay dùng trong những cái trường hợp mà người con gái mà tinh khiết, thuần khiết chẳng hạn, thì có là từ jun sui na. Thì ngày trước khi mà làm trong văn phòng ấy thì mình có hay trêu đùa mấy người Nhật rằng là chỉ có người Việt Nam mình, con gái Việt Nam mình thì jun sui thôi, cũng là đơn giản, thuần khiết. Còn những người con gái Nhật Bản thì họ mưu mô hơn. Thế nên là hay bị các bác cái cười và nói rằng à, đúng là con gái Việt Nam mình cũng đơn giản, nó có gì nói nấy thật. Còn con gái Nhật Bản thì có vẻ là họ mưu mô hơn chăng? Mình đùa thôi nhá. Tiếp đến là cái từ odayaka. Odayaka là những người mà thể hiện là hài hòa này. Cái từ hài hòa là thể hiện đúng nhất cho cái từ odayaka này. Như vậy là mình đã học qua được những cái từ miêu tả về tính cách tốt của con người. Thế còn các bạn có những cái tính cách tốt nào trong số những cái từ trên? Mình thử sử dụng và đặt câu với nó để nhớ được hơn nhé. Còn bây giờ mình sẽ đến một số những cái tính từ miêu tả tính cách xấu của con người, mình còn gọi là tan sổ. Thì từ đầu tiên mà mình bắt gặp đó là wagamama. Wagamama là lại chỉ những cái người mà bướng bỉnh, khăng khăng theo ý của mình, có thể dùng được trong cả trẻ con và người lớn. Trẻ con thì thường hay nói đến cái thời kỳ mà bọn nó không được nghe lời, bướng bỉnh như tầm 3 tuổi hoặc là 7 tuổi chẳng hạn. Còn người lớn là wagamama để thể hiện những cái người mà lúc nào cũng chỉ theo cái ý kiến của bản thân và khăng khăng giữ cái ý của mình chứ không chịu lắng nghe những cái ý kiến của người khác, thì mình sẽ dùng từ wagamama này. Bây giờ là đến từ là bạo lực.
Bạo lực thì mình sẽ có là goi na, là những người chỉ có hành vi bạo lực. Còn đến là những cái người không biết liêm sỉ này, mặt dày này, thì mình có là atsukamashi hoặc là zuzushi, những người không biết liêm sỉ, mặt dày. Còn những người mà kechi na là những người mà keo kiệt, kẹt sỉ. Còn rambo na là thể hiện những cái người mà có cái tính cách nóng nảy, rồi không điềm tĩnh. Và có một cái từ tương ứng với nó nữa là kigarai. Bên dưới nữa là cái từ gì? Hikyona. Hikyona là những cái người mà nếu mà để thể hiện trong tiếng Việt thì mình có thể dịch là hèn hạ hoặc là hèn nhát thì cũng được. Tiếp nữa là hekide uragiru. Heki là bình thản, bình tĩnh. Từ heki này thì cũng đã được mình giới thiệu trong một cái video trong học tiếng Nhật cùng Mao. Các bạn hãy cùng tìm lại để tham khảo nhé. Còn uragiru là phản bội, đúng không ạ? Uragiru là phản bội là người khác. Trong cái cụm này thì mình sẽ dịch là phản bội lại một cách rất là thản nhiên và coi cái việc đó là như không, như bình thường vậy. Vậy là chúng mình đã học được một số những cái cụm từ trái nghĩa này, những cái tính từ miêu tả tính cách tốt và miêu tả tính cách xấu của con người. Và cái bài này thì nằm trong cái cuốn Shinkansen Master mà mình đã tổng hợp lại và đang học cùng với lại các bạn trong khóa học online N2 của học tiếng Nhật cùng Mao. Mong rằng là video này sẽ có ích cho các bạn trong cái quá trình ôn tập và nhớ lại kiến thức. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Và đây cũng là cái video đầu tiên mình nghịch chơi trong cái việc mà ngồi viết chữ rồi quay lại video để tổng hợp lại kiến thức cho mọi người. Mong rằng là video này còn rất là nhiều những cái lỗi, nhưng mà sẽ mong được sự ủng hộ của các bạn. Lần tới mình sẽ cố gắng viết cho đẹp hơn, rồi quay cho sinh động hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nhớ đăng ký kênh của mình và đón nhận những cái video tiếp theo nhé. Ra nè.